Bà con ơi vô đây mà coi, mới hồi hôm tôi bắt con rùa. Con rùa sao mà to quá xa, mai nó bằng 10 lần con trâu. Rừng U Minh quê ta là đây, dưới dòng sông Ông Đốc bao mùa. Cá kèo to bằng xuồng ba lá, tôm lóng bằng một tầm ba phân. Vô đây mà nghe tôi kể, chuyện ở trên rừng chuyện dưới sông sâu. Chuyện của tôi ai nghe mà không khoái, ai cũng gọi là chuyện bác ba phi. Bà con ơi vô đây mà nghe, kể chuyện xong tôi bắt con gà. Nấu cà ri một nồi trăm kỳ, bởi con gà to quá xa quá xa. Nấu cà ri bằng nồi trăm kỳ, bởi con gà to quá xa bà con ơi. Trước đèn xem truyện Tây Minh, ngắm cười hai chữ nhân tình éo le. Hỡi ai lắng lặng mà nghe, giữ răng diệt trước lạnh về thân sau. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hành là câu trao mình. Có người ở quận Đông Thành, tu nhân tích đức sớm sinh con hiền. Hay quá, anh ba đúng là tài tử xứ mình. Chưa đâu, bữa nào anh ca vào sáu cầu cổ cho chú mày nghe mới đã là nhớ nghe anh ba. Bác ba ơi, ở nhà bác ba. Ôi, ai đó tụi bay? Dạ con là mộng bác ba ơi. Ừ, vô nhà là con ơi. Dạ anh thưa bác ba, thưa Diện Tương mới tới. Ừ, qua đây có chuyện gì không con? Dạ mẹ con kêu con qua bác, hỏi bác còn dịch không? Chi cho mẹ con một con về làm thịt đã ngoại sang chơi. Dịch hả bay? Nói tới dịch, bác thấy còn thấy tức rồi bay. Ủa sao vậy bác ba? Sao mà tức vậy anh ba? Thì bay nghĩ coi, bác nuôi dịch đâu có ít. Bay coi đó, thể là mới có búp búp lùm cánh là bị mất sạch hết. Ủa dịch bị trộm hết ba? Ủa sớm mình mà cũng có ăn trộm nữa sao anh ba? Lúc đầu á thì tao cũng nghĩ là tính đâu là trộm. Vậy sao mất anh ba? Tưởng là trộm, tao mới rình mấy bữa mới biết đó là con ếch nó ăn. Trời ơi, ếch mà ăn dịch luôn hả anh ba? Ừ. Trời ơi, con ếch mà ăn dịch luôn hả bác ba? Mày đi ngang sao hè tao, mày thấy cái hang ếch ở đằng sau tao đụng không? Dạ con thấy cái hang mà con không biết nó là con gì. Đó, vậy mới nói cái hang đó mà tao bị bắt mất cái con dịch đó. Dịch nó chui vô cái hang đó rồi nó mắc kẹt chứ sao anh ba? Đâu phải đâu, cái hang đó là cái hang con ếch. Sao mấy bữa tao rình sao tại sao mà con dịch lại mất? Thì ra cái hang đó có con ếch quá cỡ to bay ơi. Vậy là con ếch đó nó bắt mấy con dịch của mình hả anh ba? Thì còn con dịch nào mất ba? Ui vậy còn con nào đâu bé ơi, nó ăn sạch hết trơn rồi. Vậy giờ mình có cách nào mình bắt con ếch không anh ba? Cách thì có đó. Cách gì bác ba? Bác liền lấy một sợi dây thép uống thành một lưỡi câu, lấy 6 sợi dây chì bện lại làm cái nhợ. Một đầu buộc vào con vịt xiêm ra gàng, một đầu kia cột vào bụi tre. Chi vậy anh ba? Để câu con ếch chứ làm chi. Rồi có câu được nó không anh ba? Mặt trời cao lên chừng một sào á, con ếch từ trong rút ra lu lu chui ra. Ủa con ếch bự lắm hả bác ba? Vậy là dính câu hả anh ba? Chưa đâu, con ếch nó men lại thấy con vịt mới ra rằng vừa đắc đẩu bỏ đi. Sao bỏ đi vậy anh ba? Biết nó chê con vịt này còn hôi lông, nó đâu có chịu ăn. Vậy rồi mình làm sao anh ba? Bữa sau anh mới đổi con vịt máy đang đẻ, đặt nó vào chỗ cũ đó. Rồi lại lần kia ngồi rình. Ếch cứ ra nữa không bác ba? Có đó chứ bầy. Tao rình đổ mặt trời lên cả sào vậy đó. Rồi con ếch ba nó mới bò ra, nó thấy con vịt mập ú quá, nó ngó giáo giác mặt mày nó hớn hở lên. Chà, thấy mồi bén rồi hả anh ba? Ừ, nó gật đầu mấy cái rồi xúc miệng phun phèo phèo rồi chạy tới đốp con vịt liền.
Chà, ngon nghe. Nó tắp cái bụp, rồi nhai rau ráo, nuốt nghe cái ực. Nghe thấy sợ quá bác ba. Nó nuốt một cái, như dính phải lưới câu, nó định nhỡn dở ra. Vậy rồi sao anh ba? Thấy tình thế không xong, anh liền đứng dậy la ếch một tiếng. Rồi con ếch giật mình nhào ngang, lưới câu bốc như hàm hả. Vậy là bắt được con ếch hết ba. Dính lưới câu, nó dậy đùng đùng đùng, sáu cộng dây căng băng. Nó nuốt la lu lắc cái đầu, sáu cộng dây chỉ mới ung ra. Hai tay con ếch bầu ría lĩa luôn. Rồi lúc đó mình làm sao anh ba? Hai tay nó vào, sáu cộng dây bật ra, nghe kêu tưng 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 tưng, nghe rất là êm tay đó. Anh mới ngồi xuống nghe, sao mà có chỗ vô sang vô hòa, nghe mùi quá. Trời ơi, bác ba, sao bác ba nói con nghe giống như đàn giọng cổ vậy bác ba? Y chang vậy chứ, giống gì vậy? Lúc đó tao mới ngứa cổ rồi, ứng thanh lên một câu cổ liền. Trời, hát sao hát nghe chơi luôn ba. Tự là tự phụ tương, bảo kim sắc phong lên đàn. Sự sang công sẽ sang hòa, năm canh mơ màng, em luôn trong tình chàng. Ôi gan vàng thêm đau ý à. Hay quá bác bác, hay quá bác ba ơi. Ba hát hay quá. Ừ, hay vậy đó. Vậy thôi mận về đi con. Ủa chưa bắt dịch mà về gì hả bác ba? Còn có dịch nào đâu mà bắt mày. Con ếch ăn hết trơn rồi. Rồi lấy gì mẹ con để ngoại đi bác ba. Hay bác ba cho con miếng thịt ếch đi bác ba. Trời, có miếng thịt ếch nào mà cho lại. Ủa gì rồi con ếch câu được đâu anh ba? Thì tao thả rồi, đâu có bác. Sao thả chi ổn vậy bác ba? Mận nói đúng nè. Sao con ếch bự chứ nó không bắt bằng thịt mà anh thả ổn vậy? Ai đợn cho tụi bay ca cổ, rồi tụi bay bắt bằng thịt đó sao? Vậy là nó đợn cho anh ca xong rồi anh thương tình anh thả nó luôn. Hên xạo. Nhưng mà có con ếch nào đâu anh ba? Bay không tin thì bay theo tao. Theo bác đi đâu ếch ba? Ừ đúng rồi, theo anh đi đâu? Thì đi ra hang ếch đi đâu? Thôi con không đi đâu, ra ngoài mất công ếch nó bắt con đi luôn à. Vậy là bay tin người phải không? Vậy thôi bay về kiếm món gì đẩy ngoại bay đi. Vậy con thưa ếch ba, vậy tư con về. Ừ. Tội nghiệp nhỏ lặn lội qua tới đây mà không có con dịch nào hết. Vậy chứ tao biết làm sao giờ? Con ếch đờn giọng cổ hay quá mà. Trời ơi, con ếch đờn giọng cổ luôn ta. Vậy là chỉ có gừng U Minh mình mới có thôi đó.